mỡ được không? Không. Mày cho mốt đúng không? Ừ. Cho lửa cân đi. Sáu lạng 65.000 đồng. Cái gì tay tay lên thịt nhá. Anh giao gì mua nhá. Mang bao tiền cân cô? Đồ cái măng này rẻ tiền hơn à? Măng nào cũng 25 cân thì nó bé thì nó ít tiền. À thế à? Rau này bao nhiêu? Rau này cũng lấy một. Bán nhanh, cũng 8.000 á? 18.000 hai mới nhá. Bớt 1.000 đây, 19.000. Thế thôi, mày đi này kia. 18.000 hai mới. Mọi lần vẫn mua. Lần gì không thì mua rau vút tôi đợi này mua. 18.000 hai mới với 2.000 hành lá nữa. Mọi lần vẫn mua ấy nhỉ? Nhá, 18.000 hai mới với 2.000 hành lá nữa là 20.000. Vẫn mua 8.000 này. Lên giá à? Giá đâu mà giá tụt bao nhiêu máy thôi được không?